Bobby Iken thông báo kết hôn và đã có con. Hiện thông báo mới nhất của nam thần tượng đang khiến người hâm mộ vô cùng sốc. Mới đây, nam thần tượng đình đám Bobby, thành viên của nhóm nhạc Iken, vừa đăng tải một thông báo liên quan đến đời tư của mình đã khiến cộng đồng mạng không khỏi sốc. Theo đó, nam thần tượng cho biết sẽ làm đám cưới với người mình yêu và không quên cho biết bạn gái của mình đang mang thai được 8 tháng. Không chỉ vậy, Bobby cũng không quên gửi lời xin lỗi tới khán giả và người hâm mộ vì đã bị tổn thương sau tin tức này từ phía nam ca sĩ. Nguyên văn chia sẻ của Bobby như sau. Xin chào, đây là Bobby của Iken. Hôm nay tôi có chuyện muốn nói với mọi người nên tôi chia sẻ bức thư này sau rất nhiều suy nghĩ. Tôi đã hứa sẽ kết hôn với người tôi yêu và tôi sẽ lên chức bố vào tháng 9. Tôi rất vui khi được chào đón một thành viên mới đến với gia đình mình, nhưng tôi xin lỗi người hâm mộ của tôi nhiều hơn, những người sẽ cảm thấy bối rối vì tin tức đột ngột của tôi. Đáng lẽ tôi nên nói với bạn về điều này sớm hơn, nhưng tôi xin lỗi vì sự chậm trễ trong việc chia sẻ tin tức này vì tôi rất lo lắng về điều này. Tôi cảm thấy trách nhiệm nặng nề bởi vì tôi cảm thấy mình đang tạo ra rất nhiều áp lực cho những người đã luôn giúp đỡ và ủng hộ tôi hết lòng. Tôi chân thành xin lỗi những ai đã bị tổn thương hoặc cảm thấy rất bối rối vì điều này. Gửi đến các thành viên Iken, người hâm mộ và bố mẹ, những người đã định hình nên cuộc đời tôi và khiến tôi trở thành con người của tôi dù tôi còn thiếu sót, tôi sẽ cố gắng trở thành một người không mang lại sự xấu hổ cho tất cả các bạn. Tôi cũng sẽ cố gắng hết sức để không trở thành tâm điểm cho người hâm mộ của chúng tôi và các thành viên Iken đang chờ đợi các hoạt động của Iken. Thông tin này hiện đang khiến cho người hâm mộ của nhóm không khỏi bất ngờ khi anh vốn dĩ là một trong những thành viên nổi bật của Iken. Thời gian vừa qua, Iken đã liên tục gây được nhiều dấu ấn đậm nét với công chúng sau cuộc thi Kingdom vừa được kết thúc vào tháng 7 vừa qua. Không chỉ vậy, Iken được dự đoán là đang chuẩn bị cho sản phẩm trở lại kể từ sau khi chương trình kết thúc và nhận được sự chờ đón rất lớn từ người hâm mộ. Hiện tại, thông tin về việc kết hôn của nam thần tượng đình đám Bobby vẫn đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Đứng trước sự việc này, phía công ty quản lý của nhóm và nam thần tượng vẫn chưa có phản hồi chính thức xung quanh câu chuyện liên quan đến đời tư lần này của nam thần tượng. Trước Bobby, thành viên Chen đến từ nhóm nhạc đình đám EXO cũng đã khiến người hâm mộ và công chúng không khỏi bất ngờ khi thông báo kết hôn và đã có con gái đáng yêu cùng với vợ của mình vào tháng 1 năm 2020. Thông tin này được đưa ra vào thời điểm đó đã nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng. Tuy vậy, hiện tại Chen vẫn đang rất hạnh phúc với cuộc sống của mình bên vợ và cô con gái bé nhỏ. Iken là nhóm nhạc nam đình đám đến từ YG Entertainment được ra mắt vào năm 2015 với đội hình 7 thành viên. Nhóm nhạc nam đình đám này được đánh giá là một trong những nhóm nhạc nam tài năng và triển vọng vào thời điểm lúc bấy giờ. Không chỉ nổi lên bởi tài năng âm nhạc mà nhóm còn được biết đến là những thần tượng đa tài và đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp. Đối với Iken, Bobby cũng là một trong những cái tên rất được yêu thích vào thời điểm nhóm ra mắt và được xem là một trong những thần tượng sở hữu khả năng rap tốt nhất tại K-pop. Hiện thông tin này của nam thần tượng vẫn đang nhận được rất nhiều sự quan tâm từ cộng đồng người hâm mộ và được công chúng chia sẻ rộng rãi. Mặc dù vậy, người hâm mộ vẫn luôn chờ đợi sự trở lại của nam thần tượng cùng nhóm nhạc của mình trong thời gian sớm nhất cùng những sản phẩm âm nhạc chất lượng.